Dạ em xin chào tất cả bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nhé. Dạ địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại cửa hàng qua số là 0858335778 rồi con. Dạ thì hôm nay em làm một cái video riêng nè về cái bộ phun xịt này, em muốn giới thiệu đến tất cả bà con mình. Nó khá là ổn định bà con và nó rất là mạnh luôn. Thì hiện tại thì em thấy cái dòng này sử dụng rất là ổn định và cái giá thành nó rất là vừa túi tiền. Bà con mình không cần phải chọn những cái đầu cá voi xanh đắt giá hay là những cái đầu Hyundai này nọ ha. Đây là cái sự lựa chọn mà em nghĩ bà con mình là rất là ok rồi con, rất là phù hợp túi tiền mình luôn. Nguyên một bộ như thế này nó chỉ 5 triệu mấy rồi con. Dạ thì con đầu xịt Exilo 336 này thì giá nó hiện tại nó chỉ có 2 triệu 6 thôi. Mà nó sở hữu cái cấu hình khá là ok nha. Nó là dòng 2HB, ti sứ T30 luôn nha. Và đi với nó là con motor 3 ngựa thì bà con mình chỉ sử dụng con motor 3 ngựa da trơn như thế này thôi, cũng chẳng cần sử dụng chi con mà khía mà xa xỉ nha. Tại mình phun xịt một lần thì chỉ gần 3 tiếng đồng hồ là hết mức chứ cũng không có hơn nhiều bà con. Thì cho hơn nữa thì cũng không ảnh hưởng gì, tại vì những con motor này sử dụng trong những nhà máy chạy liên tục 24/24 mà. Nó thì bà con mình sử dụng vẫn ok bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Mặc dù nó sẽ hơi nóng hơn so với những cái con motor khía nhưng mà phun xịt vẫn ok nha. Thì cái nguyên bộ này em tính thì nó tầm khoảng là, đây bà con mình đợi em xíu nha, 60 cộng cho 45 thì một bộ nó tầm khoảng 5.925.000 một con. Đó, nguyên một bộ như thế này cấu hình khủng chỉ có 5.9 triệu, chưa tới 6 triệu. Đó, thay vì bà con mình mua cá voi xanh không đã 5 triệu mốt rồi, thì nguyên bộ này bà con mình cả motor cả đèn bánh xe các kiểu là chỉ 5.925.000 thôi. Mà nó rất là mạnh, em khẳng định nó rất là mạnh nha, nó cảm giác nó còn mạnh hơn cả đầu cá voi xanh luôn con, mặc dù cấu hình nó tương tự như vậy. Thì nó là sử dụng lúp bê là 34 ly, ti sứ 30 và tự động ngang kiểu Đài Loan nè. Thì tất cả chi tiết đồ rời ha, thớt dưới rời, cổ quà tiễn rồi cổ xả rồi chỉnh áp nó tất cả đều rời hết. Và đặc biệt là nó thuộc cái dạng phân khúc là phổ thông á, nên phụ tùng nó rất là nhiều, rất là nhiều. Và cái dòng này phụ dòng chất lượng con ha. Lóc thì rất là dày chặt ha. Nè, model nè, STBS336CBW ha. Nó dòng em đã giới thiệu bà con rồi. Phụ tùng rất là dày chặt. Nói chung là nó rất là mạnh. Đó, thì sở hữu cái bộ này thì bà con này phun xịt cây phải là trên 15 m luôn chứ. Phải nói là trên 15 m tùy thuộc vào dây mình dài ngắn thôi con. Nó thì em gần đây thì cũng cỡ tháng ngoài đây thì lắp những cái bộ này cho bà con mình rất là nhiều, từ những cái vùng xa tới từ cửa hàng hay là em gửi ship qua toàn quốc á. Thì qua quá trình mà em gáp cho bà con mình thì em thấy cái dòng này áp nó cực kỳ mạnh nha, rất là ngon luôn. Thì cái dòng này lưu lượng nước nó cũng cao con, nó tầm khoảng 30-45 lít trên phút, phù hợp cho bà con mình sử dụng những cái súng phun xịt hay cần phun xịt một bát trên 1,5 ly ha, thì nó rất là mạnh luôn. Thì bây giờ em cũng test máy cho bà con mình cùng tham khảo ha. À, quất lại cầm cái giòm anh quất. Cầm giò chứ anh đâu có cầm được. Khủ hai chân để bật ngửa nha. Mạnh ghê lắm. Cái này chưa có hết công suất. Qua cây cờ luôn ghê chứ. Khóa quá cái tự động nhảy không? Nó tự động ok nha, rồi mở. Rất là xa còn tới đây luôn nè. Ba. Rồi mở. Nếu dần xả nhiều thôi, nếu xả nhiều là còn tăng áp được đó nha. Xả nè, chiếc áp vô nè.
rồi, với một cái bộ mà chuyên phun xịt cây tinh cao bà con, cây lâu năm mà chỉ với có mức giá là chưa tới 6 triệu thì bà con mình biết rồi, nó rất là mạnh nha. Rồi thì em nghĩ đây là cái bộ phun xịt mà nó phù hợp túi tiền tất cả bà con mình luôn. Thì bà con có nhu cầu quan tâm sản phẩm này thì cứ alo cho em ha. À, cái đầu Agilo 336 và con motor là 3HB ha, Nhật bãi của hàng Mitsubishi Superline nè, và nền bánh xe con đầu này là 2,6 triệu nha, cái motor này 2,8 triệu, nền bánh xe là 350 ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả bà con đã quan tâm cái sản phẩm bộ phun xịt này ha. Rồi em xin cảm ơn, em xin chào ạ.